Xin chào các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải một bài về mặt dao động thuộc đề cao đẳng năm 2008. Đề bài là mặt dao động NC có điện trở thuần bằng 0, cùng cuộn dây thuần cám, có độ tự cảm là 4 mA và tụ điện có điện dung là 9 nanofarad. Trong mạch có dao động điện từ tự do, tức là dao động yên, hiệu điện thể cực đại giữa hai bản cực tụ là 5V. Và khi hiệu điện thể giữa hai bản tụ là 3V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng bao nhiêu? Thì chúng ta áp dụng công thức tính năng lượng điện từ trong này là omega bằng C nhân U bình chia cho 2 này cộng với L nhân Y bình chia cho 2 và bằng C U bình U0 bình chia 2. Rồi từ đó chúng ta sẽ chuyển về qua do tính cường độ trong điện nên chúng ta sẽ có Y bình sẽ bằng gì nào C nhân U bình trên 2 trừ cho C U bình trên 2 và nhân với 2 nữa ha, rồi nhân 2 và chia cho L là độ tự cảm. Biến đổi biểu thức này thì chúng ta sẽ có gì 22 sẽ bỏ ở hai bên này, vậy còn lại là hai đều có CL, đều có CL thì giờ biểu đưa nó ra ngoài, còn lại U0 bên kia và trừ U bên đó, sau đó lấy căn bậc 2 thì đây sẽ có kết quả biểu thức là như sau, đó là C chia L trên U0 bên trừ U bên. Rồi giờ thì chúng ta chỉ việc thay số vào chúng ta có kết quả thôi. C là bao nhiêu? C là 9 nano, tất 9 nhân 10 mũ trừ 9 này. Chia độ tự cảm là 4 mili là 10 trừ 3 này, cho nó vào căn này, rồi nhân với hiệu của U0 pin là 5 pin ha, là cực đại này, trừ cho hiệu thể tức thời là 3 và điện áp tức thời. Rồi bấm kết quả bài này ta có được kết quả 9 nhân 10 mũ trừ 9 chia cho 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với 5 pin trừ cho 3 pin tổng hợp lại. Chúng ta có kết quả là 3/500. 3/500 là 6 nhân 10 trừ 3. Đơn vị ampere, vậy chung với đáp án C nhé các em. Xin chào tạm biệt các em.